Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Một Tuần Một Vấn Đề. Và trước khi đi vào phần cuối của chương trình hôm nay, chúng con xin gửi lời thành kính cảm ơn Linh Mục và Hòa Thượng đã đến chia vui và giúp cho chúng con được hiểu biết nhiều về những cái sinh hoạt tôn giáo của người Việt chúng ta tại Quận Cam nói riêng và toàn Hoa Kỳ nói chung. Một lần nữa thay mặt cho Lido Sài Gòn TV, chúng con xin trân trọng gửi lời cảm ơn và cầu chúc những bước đường thăng tiến mới của quý vị trong năm Đinh Dậu. Và kính thưa quý vị, như hôm nay quý vị đã cùng với Lido Sài Gòn TV chúng tôi chia sẻ những cái cảm nhận về vấn đề tâm linh, về vấn đề tôn giáo tại Quận Cam của chúng ta qua hai vị lãnh đạo tinh thần, đó là Hòa Thượng Thích Quảng Thân, hiện nay là viện chủ của chùa Bảo Quang, một cái ngôi chùa đang được xây dựng ở tại cái con trên con đường Tiêu Hốp thuộc thành phố Santa Ana. Nếu quý vị có điều kiện đến đó thì chắc có vẻ quý vị sẽ thấy những cái bước tiến xây dựng của Hòa Thượng Thích Quảng Thân cùng với người phụ tá của Hòa Thượng, đó là thầy Hùng. Có thể nói thầy Nhuận Hùng là một trong những vị tu sĩ rất khiêm nhường và tối ngày có thể nói rằng cống hiến rất nhiều cho Phật giáo. Bên cạnh đó thì lớp thế hệ trẻ, đó là Linh Mục Chu Vinh Quang, hiện nay ngài là chánh giáo xứ, là chánh xứ của giáo xứ St. Mary by the Sea, là một trong những vị linh mục gần gũi với giới thanh niên, sinh hoạt với thanh niên công giáo và có thể nói mài mang lại cái nguồn sống mới của những người thanh niên công giáo ở tại Quận Cam của chúng ta. Hôm nay thì chúng tôi không có biết nói điều gì hơn là cảm ơn hai quý vị rất nhiều. Ở cái phần cuối chương trình này, chúng con muốn dành lại để cho Hòa Thượng và Linh Mục chia sẻ những cái điều mà hoài bão của quý vị có những cái tốt, còn cái tốt hơn nữa, cũng giống những cái xấu, bớt đi những cái xấu và chúng ta kỳ vọng gì vào năm 2017, thưa quý vị. Dạ thưa anh Trọng, xin được phép tiếp lời anh Trọng. Những cái điều mà thánh nhân, nói chung với thánh nhân cảnh giác mà nhắc nhở chúng ta là mỗi ngày nên làm được một việc làm tốt. Anh làm như thế nào mà trước khi cánh cửa nắp quan tài nó khép lại mà trên môi anh vẫn nở một nụ cười, đó là anh sẽ thấy hạnh phúc. Đối với niềm tin tôn giáo, đối với cái khả năng riêng của anh, đó là một cái lời khuyên hết sức là chân thành của những bậc thánh chứ không phải là một người thường. Vì thế mỗi ngày tôi cũng thường nghĩ là bất cứ ai nên tìm một việc làm tốt để trước khi mình đi ngủ, hơn là mình làm một việc xấu, ác. Mà nhất là mình thấy ai đó giết người, tìm cách giết người để rồi được thăng hoa cái đời sống tâm linh của mình thì là phi lý vô cùng. Đó là mấy người gọi là mê tín dị đoan mà cực kỳ mà gọi là phản dân chủ và phản khoa học lắm. Thế thì tất cả mọi người ai cũng biết là cái tiến trình nuôi dưỡng một đời sống con người nó có hai phần, đời sống tâm linh và đời sống vật chất. Nhưng mà các bậc thánh nhân người ta nuôi dưỡng đời sống tâm linh tốt hơn là vật chất. Bởi vì hít thở, sống không khí lành mạnh để tâm hồn nhẹ nhàng, không phiền não là cái chất liệu nuôi dưỡng một cơ thể tốt nhất. Không phải ăn nhiều dư đường, dư máu, dư mỡ, dư hết, cái nào cũng dư hết. Không? Yeah. Nhưng mà đời sống tâm linh đó là quan trọng. Thành tôi chỉ muốn được chia sẻ phần cuối như vậy. Và một lần nữa tôi cảm ơn Đài Lý Sơ Sài Gòn TV qua anh Đoàn Trọng đã cho phép chúng tôi đến ngồi đây để chia sẻ cái phần đầu năm 2017. Chúng tôi cảm ơn ban giám đốc Đài Lý Sơ Sài Gòn TV vì chúc quý vị luôn luôn gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp để phục vụ cái đài mà mang tiếng nói của cộng đồng người Việt, một sự sinh hoạt rất rộng lớn và những thành lạc của người Việt của chúng ta rất là quan trọng, mà nhất là lĩnh vực tôn giáo. Bất cứ tôn giáo nào cũng đẹp hết, cũng hay hết, nhưng mà có xấu hay có những cái điều lẫn lộn như nãy giờ chúng tôi phân tích, đó là con người chứ phải tôn giáo. Vì thế là chúng ta không có quyền xúc phạm tới tôn giáo, cho cái này là của Thiên Chúa giáo, cho cái kia của Phật giáo, mà mình vô cớ mình phải phân biệt rõ ràng cái gì, ai làm và cái sự kiện nó xảy ra như thế nào, mình đừng nên vơ đùa cả lắm. Thì mình cũng là một kẻ lạm dụng cái ngôn từ bừa bãi. Xin một lần nữa cảm ơn và chúc Linh Mục lúc nào cũng sức khỏe, có đầy đủ sức khỏe và phục vụ cái niềm tin tôn giáo của mình tốt hơn mỗi ngày.
Vâng, cảm ơn Thầy, cũng như chúc Thầy được mọi sự tốt đẹp và nhất là thành hình được toàn vẹn trong cái tâm tình chúng ta cùng nhau cùng một lý tưởng dâng hiến cuộc sống của mình để hướng dẫn những người trong những đồng bào chúng ta trong vấn đề tinh thần được dồi dào sức khỏe và tâm linh thật là an lạc. Cũng như đến với anh Đoàn Trọng, đến đài TV cũng đã cho chúng tôi có cơ hội trong những ngày cuối năm của năm cũ để chúng ta chuẩn bị cho một năm mới. Thì cũng trong cái tâm tình này, trước hết chúng ta đã mừng năm dương lịch được 7 ngày rồi và chúng ta còn được 21 ngày nữa để chúng ta bắt đầu bước sang một năm âm lịch của chúng ta. Thì chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta chuẩn bị cho một năm mới cũng đã quét nhà, cũng đã sơn tường, cũng đã sơn nhà, xoay giường để có một cái sự may mắn trong năm mới. Đó là cái điều tốt. Và chúng tôi cũng khuyến khích thêm là mỗi năm chúng ta có một cái gọi là tiếng Mỹ gọi là resolution. Chúng ta làm một cái gì khác hơn, mới hơn trong vấn đề tâm linh. Để ngoài vấn đề như Thầy cũng đã chia sẻ là vấn đề ngoài vấn đề tâm linh, chúng ta còn vấn đề thể xác, vấn đề đời sống thường nhật của chúng ta nữa. Chúng ta chuẩn bị cho cái đời sống thường nhật của chúng ta năm tới tốt đẹp hơn, ăn ít hơn, diet hơn để con người nó thanh thoát hơn, nó tốt đẹp hơn, nhìn trông đẹp trai đẹp gái hơn, phải không? Thì chúng tôi cũng cảm thấy rằng xin quý ông bà và anh chị em cũng như quý khán giả, còn 3 tuần nữa chúng ta hồi tâm lại và cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn trên đã cho chúng ta trong một năm qua thật bằng yên. Mặc dù trong năm qua có những khúc quanh của cuộc đời, nhưng đó là một hồng ân mà chính Thiên Chúa ơn trên Thượng Đế ban cho chúng ta. Và chuẩn bị cho một năm tới, ngoài vấn đề chúng ta sắp đặt cho một công việc về vấn đề vật chất, vấn đề đời sống cá nhân của chúng ta, cũng nên đặt thêm trong vấn đề tinh thần, để năm tới này cái cuộc sống tâm linh của chúng ta thăng tiến hơn. Cuộc sống tâm linh chúng ta có bằng an, có thăng tiến, thì cuộc sống thường nhật của chúng ta đối diện với thực tế cảm thấy bình an hơn. Thì chúng tôi xin quý ông bà và anh chị em 3 điều. Thứ nhất, chúng ta vẫn giữ vững niềm tin nơi tôn giáo của mình, nơi niềm tin của mình. Thứ hai, chúng ta cũng phải hy vọng cho tương lai thật tốt đẹp. Và thứ ba, đó là tình yêu thật dạt dào. Vì có đời sống tâm linh thì chúng ta có niềm tin chúng ta sẽ được đạt tới, cái hy vọng chúng ta sẽ được đạt tới, và cái tình yêu lúc nào cũng dồi dào. Và chúc năm mới sức khỏe thật dồi dào, và nhất là có một tâm hồn bình an. Không ai có hạnh phúc trên đời này bằng tâm hồn được bình an, và tâm hồn bình an chúng ta sẽ có sự hạnh phúc suốt đời. Chúc tất cả mọi người cảm thấy một tình yêu tràn đầy ơn trên và Thượng Đế ban cho chúng ta. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Và kính thưa quý vị, đó là mỗi tuần một vấn đề. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.